Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lễ dỗ đầu của ca sĩ Phi Nhung dàn con nuôi nghẹn ngào tri ân mẹ. Đã một năm trôi qua kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng, sáng 16 tháng 9, lễ dỗ đầu của cô được tổ chức tại chùa Pháp Lạc, Bình Phước. Các con nuôi tề tụ đông đủ tri ân mẹ quá cố. Theo thông tin từ con trai trưởng Phạm Đức Hiếu, lễ dỗ đầu của ca sĩ Phi Nhung diễn ra nghiêm trang với sự tham gia của các con nuôi, người thân và đồng nghiệp. Thời gian thấm thoát trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó với những người ở lại. Không khí nghẹn ngao, đau buồn, bao trùm buổi lễ tiểu tương khiến ai nấy đều khó lòng kìm nước mắt. Buổi lễ diễn ra trong vòng 2 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng 16 tháng 9 và kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 17 tháng 9. Các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đều có mặt đầy đủ. đòi khăn tang chấp tay khấn vái tri ân đến riêng riêng hồ văn cường vẫn không xuất hiện kể từ khi giải quyết mâu thuẫn với công ty cũ và dọn ra sống riêng. con trai trưởng của phi nhung từng chia sẻ năm qua thật tồi tệ đối với tôi, tôi sẽ không được cùng mẹ ăn sinh nhật không còn là đứa trẻ con nữa. chỉ mong tuổi mới sẽ giúp tôi khôn ngoan hạnh phúc hơn. con sẽ cố gắng học tập làm người tốt, con sẽ cố gắng học thật giỏi trưởng thành và thành công hơn trong năm nay. các con nuôi lặng lẽ chấp tay khấn, gương mặt đượm buồn trong lễ dỗ đầu của ca sĩ phi nhung quỳnh trang rưng rưng nước mắt chưa thôi đau lòng sau biến cố của mẹ nữ ca sĩ dành rất nhiều tình cảm đến mẹ nuôi hồ văn cường vắng mặt trong ngày đầu tiên của lễ dỗ đầu phi nhung con trai trưởng phạm đức hiếu hoàn thành tốt vai trò khi vắng mẹ. Phi Nhung là ca sĩ có nhiều cống hiến cho âm nhạc Việt, tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Sự ra đi của cô là niềm tiếc thương vô hạn của nghệ sĩ, các con nuôi và hàng triệu khán giả. Một năm kể từ ngày giọng ca bông điên điển trúc hơi thở cuối cùng, đồng nghiệp, người thân vẫn luôn nhớ đến giọng hát ngọt ngào, tấm lòng nhân ái của nữ ca sĩ để tri ân sự cống hiến của Phi Nhung, người thân luôn chăm lo chu tất mọi hoạt động. Sau lễ dỗ đầu ở Việt Nam, con gái ruột của cố ca sĩ sẽ tổ chức lễ tiểu tương cho mẹ tại Mỹ. đi Phạm, con gái Phi Nhung đã về Việt Nam hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Vợ chồng Việt Hương, Hoài Phương đến Mỹ viếng thăm cố ca sĩ Phi Nhung. Sinh thời Phi Nhung đã nhận nuôi hơn 23 người con, cô miệt mài làm thiện nguyện, công việc mà Phi Nhung yêu thích cả đời. Phi Nhung để lại nhiều kỷ niệm đối với khán giả và người hâm mộ. Sinh thời Phi Nhung chinh phục được trái tim khán giả nhờ giọng hát giàu cảm xúc, gương mặt xinh đẹp cùng tính cách hiền lành luôn hướng làm việc thiện. Một năm qua, tình yêu của người hâm mộ dành đến cô vẫn còn vẹn nguyên. Cô trở thành thanh xuân, ký ức không thể nào quên của bao thế hệ yêu nhạc, đặc biệt là các khán giả của dòng nhạc trữ tinh, quê hương. Sau biến cố, các con nuôi luôn giữ được sự đoàn kết, cố gắng vực dậy tinh thần và dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Dẫu vậy, họ vẫn còn khá khó khăn trước nỗi đau thiếu vắng mẹ. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo